Rồi, xin chào các bác. Mình bán bụi quế này, quế Tam Bảo Xăng. Được 1 2 3 4 4 vòi hoa. Được 20 thân. Bụi này mình bán với giá là 1 triệu. Đây, 4 vòi hoa nhé, 20 thân. 20 21 thân, 22 thân gì. Đây, có lớn có nhỏ đây, đang có 4 loài hoa. Năm nay cây này nó không ăn được đủ nắng nên nó chỉ ra bao nhiêu đây hoa. Rồi lấy về luyện công sang năm chơi nhiều hoa hơn. Rồi bác nào gần đây thì tới bốc về chơi, vừa được ngắm hoa luôn. Rồi chào các bác.